Tiếp tục chuỗi ngày khan hiếm nguồn cung lợn thịt thì giá lợn hơi ngày hôm nay tại khu vực miền Bắc vẫn duy trì ở mức cao, trung bình toàn miền là từ 90 đến 92 ngàn đồng một ký, cao nhất là tại Bắc Giang và Thái Bình trong khoảng từ 93 đến 94 ngàn đồng một ký tùy loại. Cá biệt tại Vĩnh Phúc, giá lợn hơi hôm nay tăng 6.000 đồng lên 92.000 đồng một kg, ngang giá lợn hơi Hà Nội. Các địa phương khác như Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Nguyên và Hưng Yên, giá lợn hơi giao dịch trong ngày từ 90 tới 90.000 đồng một kg. Thị trường lợn hơi hôm nay tại miền Trung không biến động giá, trong khoảng từ 87 tới 90.000 đồng một kg, cao nhất là Quảng Nam, Thanh Hóa và Nghệ An ở ngưỡng 90.000 đồng một kg. Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi và Bình Thuận, giá lợn hơi trong khoảng từ 87 tới 89.000 đồng một kg. Các tỉnh còn lại trong khoảng 85 tới 86.000 đồng một kg. Khu vực Tây Nam Bộ, Bến Tre tăng giá nhẹ 2.000 đồng lên mức 92.000 đồng một kg, cùng giá với Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Tháp và Hậu Giang. Khu vực Đông Nam Bộ, giá lợn hơi tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước ở mức 87.000 đồng một kg. Vũng Tàu và thủ phủ lợn Đồng Nai, giá vẫn thấp nhất miền, 85.000 đồng một kg. Các tỉnh còn lại, giá từ 86 tới 88.000 đồng một kg. Thưa quý vị, dù đã rất nhiều lần yêu cầu doanh nghiệp phải hạ giá thịt lợn hơi, song đến nay thì giá thịt lợn hơi vẫn đang ở mức rất cao. Dù một số doanh nghiệp vẫn thông báo là giá bán chỉ 70.000 đồng một kg theo yêu cầu của chính phủ, song tình trạng luồn lách đưa lợn hơi ra ngoài bán với giá cao như thị trường tới 90.000 đồng một kg rất khó ngăn chặn. Để hạ thấp giá lợn hơi thì mấu chốt vẫn phải là tăng nguồn cung, bởi khi mà nguồn cung thiếu tới hơn 10% sản lượng thịt như hiện nay thì việc yêu cầu giảm giá lợn hơi sẽ không có nhiều hiệu quả. Để tăng nguồn cung thì mấu chốt vấn đề đó là tái đàn. Trong đó thì các nông hộ dù vẫn được cho là chiếm tới 65% tổng đàn lợn của cả nước chính là đối tượng cần phải khuyến khích và hỗ trợ nhất. Tuy nhiên thì ngoài giá con giống quá cao, khoảng 3 triệu đồng một con thì nguồn vốn để tái đàn với nhiều hộ gần như là đã cạn kiệt. Bởi cho đến nay thì nhiều hộ vẫn chưa nhận được hỗ trợ thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi gây ra. Với nhiều hộ chăn nuôi lợn ở Hưng Yên, dù rất muốn tái đàn, nhưng tới nay khi mà dịch tả lợn châu Phi đã qua nhiều tháng, họ vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thiệt hại do dịch. Hỗ trợ người chăn nuôi như chúng tôi là phục hồi cái đàn nái, ông bà bố mẹ rồi mới có con lợn thịt ra thị trường được, nhà nước phải hỗ trợ người chăn nuôi tái đàn. Còn tại Nam Định, rất nhiều chuồng cũng vẫn đang bị bỏ trống vì đàn lợn đã bị dịch tả lợn châu Phi xóa sổ trong năm 2019. Hiện các hộ chăn nuôi đang không còn nguồn vốn để tái đầu tư mua con giống. Đại diện ngành chăn nuôi địa phương thừa nhận hầu hết các hộ chăn nuôi đang trông chờ vào nguồn hỗ trợ của nhà nước để tái đàn. Nhưng ngân sách từ Trung ương phân bổ về chưa có, nên tỉnh chưa thể chi trả tiền hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi cho các hộ bị thiệt hại. Cái dịch tả lợn châu Phi thì cái quy định về chính sách hỗ trợ thì đã có chỉ có hiệu lực đến 31 tháng 12 và từ sau 31 tháng 12 thì chưa có cái văn bản nào quy định về ban hành chính sách hỗ trợ thì cũng nên sớm có ban hành để có cái chỉ đạo để phòng chống dịch tốt hơn. Theo tổng hợp của Cục Chăn nuôi, hiện hầu hết các địa phương chưa hoàn thành việc hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi, bởi cơ chế hỗ trợ sẽ là các tỉnh đứng ra chi trước, ngân sách trung ương phân bổ phần hỗ trợ sau. Nhiều địa phương do chưa thể cân đối được ngân sách nên còn chậm chi trả cho các hộ bị thiệt hại. Có rất ít tỉnh có đủ nguồn lực tài chính để thu xếp chi trả sớm. Cái số mà lợn bị thiệt hại và phải hỗ trợ là trên 398 tỷ đồng. Thì hiện nay là Bộ Tài chính mới cấp về ở cho Bắc Giang là trên 200 tỷ đồng. Thế còn là Bắc Giang phải ứng cái tiền dự phòng và tiền ngân sách của tỉnh ra. Thế nên còn khoảng trên 150 tỷ đồng thì vẫn đang đề nghị là Trung ương và Bộ Tài chính để cấp bù cho tỉnh Bắc Giang. Như Bắc Giang đã chủ động là lấy từ nguồn ngân sách, đặc biệt là ngân sách dự phòng của tỉnh để hỗ trợ cho bà con để phục vụ cho tái đàn. Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ thì các tỉnh sẽ được Trung ương hỗ trợ tối đa từ 50 đến 70% kinh phí phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Trong đó, chủ yếu tập trung hỗ trợ trực tiếp cho người chăn nuôi bị thiệt hại. Tuy nhiên, mới chỉ có khoảng 50% số tỉnh hoàn thành 80% công việc chi trả tiền hỗ trợ cho người chăn nuôi. Do đó, khi tiền hỗ trợ chưa được chi trả thì rất nhiều hộ nông dân chưa thể tái đàn.
Thưa quý vị, giá thịt lợn tại Việt Nam hiện nay được các chuyên gia kinh tế đánh giá khá cao. Không chỉ giá cao do chi phí chăn nuôi lớn mà nó còn bị đội lên trong quá trình phân phối lưu thông. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy biểu đồ phân tích giá lợn ngay sau đây. Mỗi kg lợn hơi, tức lợn tại chuồng, để thành thịt thành phẩm đến tay người tiêu dùng thì sẽ phải trải qua hàng loạt khâu trung gian. Từ trang trại đến lái buôn, lò mổ, thương lái đến các lớp tiểu thương nhỏ tại các chợ dân sinh. Mỗi giai đoạn của chuỗi cung ứng từ doanh nghiệp chăn nuôi đến người tiêu dùng thì giá thịt lợn sẽ tăng trung bình khoảng 8 đến 10%, tức là từ 70.000 đồng 1 kg sẽ tăng lên khoảng là từ 90.000 đến 100.000 đồng. Cộng thêm là giá thịt lợn thành phẩm, thịt miếng đến tay người tiêu dùng phải qua các giai đoạn giết mổ, pha lóc nên bị hao hụt nhiều. Chẳng hạn như là 100 kg lợn hơi thì chỉ thu được 55 kg thịt ăn được gồm cả nạc và mỡ. Vì thế mà từ giá thành là 70.000 đồng 1 kg hơi, sau khi giết mổ, chi phí 1 kg thịt thành phẩm, cả nạc và mỡ sẽ vào khoảng là 127.000 đồng. Khi đó thì giá lợn hơi tại chuồng được ngành nông nghiệp và chính phủ quản lý ở mốc là 70.000 đồng 1 kg. Nhưng đến tay người tiêu dùng, giá vẫn cao quá mức cho phép, từ 170.000 đến 200.000 đồng 1 kg. Nông dân thiệt, tiểu thương tại chợ dân sinh cũng không mấy sáng sủa. Người tiêu dùng thì thấp thỏm khi giá trồi sụt thất thường. Ai neo giá thịt lợn ở mức cao là một câu hỏi cần có giải pháp ngay lúc này. Là các doanh nghiệp lớn, những hộ chăn nuôi lớn phải hứa với chính phủ, hứa với Thủ tướng Chính phủ, hứa với người dân. Đầu tháng 4 sẽ giảm giá lợn hơi xuống 70.000 đồng 1 kg. Đồng ý không? Có đồng ý không? Đồng ý hết hả? Những cánh tay thống nhất giơ cao. Đó cũng là cam kết của 15 doanh nghiệp chăn nuôi lớn nhất cả nước khi hưởng ứng theo lời kêu gọi của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn giảm giá thịt lợn hơi xuất chuồng xuống còn 70.000 đồng 1 kg từ ngày 1 tháng 4. Là trong giai đoạn cả đất nước đang khó khăn như thế này, cái chi phí của người dân đối với thịt lợn quá lớn. Cái này là cái mà chúng tôi rất là chia sẻ. Thì như vậy là chúng tôi đều như vậy thống nhất với giá nhau mà cũng đã kìm giá tới mức tối đa để như vậy để làm sao cho thị trường khỏi biến động. Tuy nhiên, hiện 15 doanh nghiệp này chỉ chiếm 35% thị phần, 65% còn lại thuộc về các doanh nghiệp không cam kết giảm giá. Chưa kể, nhiều cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ nằm rải rác khắp nơi cũng giữ giá. Giá bán mà đưa về 60.000, theo như một số thương lái nói là các trang trại vẫn có là khả năng là vẫn có lời. Thì hiện nay là chỉ còn một số doanh nghiệp lớn cho nên họ độc quyền. Thì vấn đề là họ có thể là ra giá là cái quyền của họ. Mặc dù là một số nhà chăn nuôi lớn tuyên bố là bán cái giá lợn hơi ra theo cái đề nghị của chính phủ là 70.000. Tuy nhiên là theo phản ánh của các cái thương nhân về mà mua thịt lợn thì họ phản ánh rằng mua được với cái số lượng đó cũng rất là nhỏ giọt. Thứ hai nữa là cái một số thương nhân cũng phản ánh là để mua được cái giá 70 đó thì họ cũng phải trả thêm cái chi phí bên ngoài. Và cái nguyên nhân thứ hai tôi nghĩ rằng là cái nguồn cung, bản chất là cái nguồn cung trong thị trường vẫn rất là thiếu. Cái lượng nhập khẩu thì cũng mới chỉ đạt được khoảng 40.000 tấn. Theo vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, quý 1 lượng cung thịt lợn giảm hơn 19% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngành nông nghiệp cần nhập khẩu để bổ sung nguồn cung trong quý 1. Đặc biệt hết tháng 4 phải nhập về 100.000 tấn thịt lợn. Tuy nhiên, hiện chưa đảm bảo đúng tiến độ, mới chỉ có gần 40.000 tấn được nhập về. Nguồn cung hạn chế, cộng khâu lưu thông thị trường bị lũng đoạn bởi những bàn tay vô hình, đã khiến giá thịt lợn nhảy múa, khó kiểm soát trong quý 1 vừa qua. Nay là nó vô chợ có 3.200 con heo thôi, là nó giật lên, nó bán cao giá lên mấy ngàn đồng ký lô, chẳng hạn vậy, nó chênh nhau như vậy. Nó bán theo chợ nữa thì là bây giờ lời là ai ăn thì không hiểu. Mà trước tiên là tiểu thương là thấy là ke tua rồi nào. Từ Yên Lập, Phú Thọ, khán giả Nguyễn Tiến Châu, số điện thoại 0342, 3 số cuối là 409, có gọi điện về chương trình và hỏi như sau. Đàn lợn mới bắt về được 2 ngày, được 21 ngày tuổi, lợn có hiện tượng nôn, hỏi cách khắc phục. Vâng, với hiện tượng lợn bị nôn, chuyên gia của chương trình đã có lời giải đáp như sau. Vâng, xin chào khán giả Nguyễn Tiến Châu. Cái hiện tượng mà bị nôn thì nó có hai cái dấu hiệu mà chúng ta nghĩ đến. Một là cái bệnh dịch tả lợn. Thì nó cũng có thể có dấu hiệu nôn. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu như nó đã được tiếp xúc cái kháng thể bị động từ con mẹ truyền sang thì
thì ở thời điểm này nó chưa thể bị dịch tả lợn. Mà cái dấu hiệu thứ hai cũng là nôn, thì đó là cái dấu hiệu ban đầu của bệnh Phó Thượng Hàn do cái vi khuẩn Salmonella gây ra. Thế thì để điều trị cái trường hợp này thì tôi tư vấn cho anh Nguyễn Tiến Châu là nên dùng cái thuốc Enrofloxacin kết hợp hoặc là cái thuốc Fluoxetine hoặc là có thể Ceftiofur, lựa chọn một trong ba cái thuốc kháng sinh đó cho nó uống một lần trên ngày và cho uống liên tục trong vòng 3 đến 5 ngày liền, liều lượng là theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Và bên cạnh cái việc mà chúng ta điều trị cái nguyên nhân gây bệnh ấy, thì chúng ta cần phải chú ý điều trị cái triệu chứng phát sinh. Cái triệu chứng phát sinh ở đây là nó có hiện tượng bị nôn. Chính vì thế cho nên chúng ta cần phải dùng thuốc Atropin. Chúng ta tiêm bắp một lần trên ngày, tiêm bắp khoảng 3 ngày liền thì nó hạn chế cái hiện tượng bị nôn. Thế và để giúp cho quá trình điều trị đem lại hiệu quả tốt thì nên dùng cái thuốc bổ Catosan 10% tiêm bắp một lần trên ngày và tiêm bắp 3 ngày liền, nó hỗ trợ cho quá trình điều trị. Thế và trong quá trình điều trị như vậy thì chúng ta nên cho uống cái chất điện giải của glucose hòa với vitamin tổng hợp và hòa, thậm chí là có thể hòa với men tiêu hóa, cho uống 3 lần trên ngày, sáng, trưa, chiều, cho uống khoảng 5 ngày liền. Thế thì tôi nghĩ rằng là với cái phác đồ điều trị như vậy, chúng ta có thể giải quyết được hiện trạng của đàn lợn nhà anh Tiến.